Chào các bạn. Chúc các bạn có một ngày thật là bình yên và nhiều sức khỏe nha các bạn. Các bạn hôm nay mình cho cháu mình ăn sáng. Đổi bữa đi các bạn, hôm trước nãy ăn bánh mì sandwich nhiều quá rồi. Hôm qua mình đi siêu thị mình mua cái bột bánh rán mà người ta pha sẵn mà bữa sáng dinh dưỡng. Nhưng mà mình về mình phải làm thêm rau nè, trứng nè. Cái này là phô mai nha các bạn. Cái này là trái cà chua và hôm qua ăn còn nửa viên xúc xích, mình không cho ăn nữa, ăn hạn chế các bạn. Thằng bé xíu á, ăn cơm trộn cơm ăn thì mình cắt ra đây luôn. Rồi bắt đầu chúng ta cùng làm nha các bạn. Chúng ta pha bột, chúng ta chiên trứng để sẵn. Chúng ta làm có một cái bánh nè các bạn, chúng ta thêm nước khoảng này là được rồi. Bánh này dường như là có trứng, có sữa, có bơ trong đây hết, là bột pha sẵn có trứng luôn rồi đó các bạn. Đó. Rồi chúng ta để bột nghỉ, chúng ta đi chiên trứng trước nha. Chiên cái trứng để qua trước rồi mình rán bánh sau. Đổ dầu vô nha các bạn. Trứng vịt nè các bạn, trứng vịt thì nó béo hơn nhưng mà có trứng gì ăn trứng nấy. Bớt lửa nha, bớt lửa chiên trứng đi. Trứng mình chiên xong rồi nha các bạn, mình để qua một bên. Thì bây giờ mình đi rán bánh đây. Các bạn ráng với hình thách thức là nướng nha, chứ mình không có chiên bánh này, mình không có chiên đâu. Cái chảo này chảo không chín nè, mình cho vô đây chút xíu dầu, mình thoa cái chảo. Bớt lửa, bớt lửa nha các bạn. Ở đây mình làm có một cái bánh thôi, nửa bịch bột mình phân ra làm đôi nè. Lấy cái nắp đậy lại nha các bạn. Các bạn không đậy thì cũng được nữa, mình đánh vậy là nó gần xong rồi đó. Cũng nhanh chín lắm nha các bạn, rất là nhanh chín. Chúng ta chỉ cần trở nó lại rồi chúng ta để nó qua thôi.
vàng rồi đó các bạn. Chúng ta chờ nó qua chín rồi. Làm hai cái bánh nha các bạn, nhưng mà chúng ta gấp nó lại chứ không có để nó to như thế này. Bây giờ chúng ta cắt mỗi một cái như vậy là phân nửa nè, chúng ta để qua bên ha. Chúng ta để vô đây phân nửa thôi, phô mai cũng là phân nửa nè, phân nửa phô mai nha, trứng phô mai nè, phân nửa phô mai, rồi một miếng cà chua thôi, một miếng salad nè, chúng ta để nó lên, một miếng cà chua ha, phô mai rồi nè, xúc xích nè, chúng ta để nó vô, rồi miếng cà chua mình áp nó lên đây nè các bạn, rồi mình gấp cái bánh lại, gấp cái bánh này lại nè. Rồi mình lấy ra một cái nữa mình làm nha các bạn. Cái nữa thì còn nằm trong chảo nè. Nướng nó chín rồi đó. Một cái. Hai đứa cháu là hai cái thôi, mình không cho ăn nhiều bởi vì bánh này năng lượng dữ lắm. Để đây ha, bánh chín này nè. Bánh này nó không có giòn đâu nha các bạn. Nó có trứng, nó có bơ trong đây. Không có giòn. Nửa cái trứng còn lại nè, mình để nó xuống đây. Nửa cái trứng còn lại để xuống đây. Rồi bên đây là phô mai. Phô mai nha. Rồi xúc xích để lên. Rồi một lá bắp cải nè, cái salad nè, mình để ra, cắt ra cho nó đẹp nha các bạn. Một lá cà chua để lên đây, ép nó lại, thì hai cái bánh nó như thế này, mình ăn mình cầm mình ăn nó như thế này nè. Xong hai cái bánh rồi đó các bạn. Bên đây mình cho thêm miếng cải này cho nó đẹp nha, ngon lên nó đẹp. Cà chua với cải nè, đưa lên cho nó đẹp nha. Mình được hai cái bánh ăn sáng cho bé ở nhà mình rồi nè. Chúc các bạn làm cho nhà cháu mình ăn nha các bạn. Xin chào. Đây là tương cà. Rồi mình đậy lại. Cho bé cầm bé ăn. Bên đây cũng vậy. Để cho nó vui vui nha các bạn.
chúng ta có bữa ăn sáng thịnh soạn rồi. Cô Vi có gì ăn nấy.